Thưa quý vị, với mục tiêu tạo điểm nhấn nâng tầm đô thị trung tâm hành chính chính trị tỉnh cho thành phố Bà Rịa, tạo ra một địa điểm xứng tầm để tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn của tỉnh, cũng đồng thời là nơi vui chơi giải trí, thư giãn cho người dân. Tỉnh và thành phố Bà Rịa đã triển khai dự án công viên Bà Rịa tại phường Phước Nguyên. Khoảng giữa năm 2019, công viên Bà Rịa giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên diện tích hơn 12 hectare với tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng. Từ khi đưa vào sử dụng cho đến nay thì đây được xem là điểm hẹn lý tưởng về văn hóa, thể dục thể thao cũng như là thư giãn giải trí của người dân. Chia sẻ ngày mới hôm nay, Ngọc Diệu và Tường Vi mời quý vị cùng ghé thăm địa điểm này. Công viên Bà Rịa nằm trên địa bàn phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, có quy mô khoảng 44 hectare. Việc triển khai dự án này nhằm góp phần cải tạo môi trường sinh thái đô thị trung tâm hành chính chính trị Bà Rịa, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thể thao cho người dân địa phương, đồng thời là địa điểm để tổ chức các sự kiện, lễ hội của tỉnh. Kể từ khi công viên hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích gần 13 hectare, gồm quảng trường có sức chứa hơn 20.000 người, đường diễu hành, bãi đậu xe, khu cây xanh kết hợp thảm cỏ. Cứ vào sáng sớm hay mỗi buổi chiều tà cho đến tối muộn, nơi đây thu hút hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượt người dân đến vui chơi, thư giãn, luyện tập thể dục thể thao. Tôi đến tại khu quảng trường, hàng trăm thanh thiếu niên, trẻ em nô đùa tham gia các trò chơi vận động. Phía bên hông quảng trường là hình ảnh những cặp đôi, những gia đình đang tay trong tay hạnh phúc cùng thưởng ngoạn không gian thoáng mát của khí trời của đài phun nước, kết hợp với ánh sáng đèn LED mang đậm nét hiện đại và chút lãng mạn. Sau một ngày làm mệt mỏi thì mình về đây thì thấy nó thoải mái, thoáng mát. Và nói chung chính quyền Bà Rịa đã lo cho người dân như vậy là quá ok. Cũng thường cuối tuần cũng hay đến đây, chủ yếu là đi dạo. Đi ra đây hay đi tập thể dục bên đây thấy rất thoải mái và mát mẻ và sạch sẽ nữa. Thì mình cảm nhận là Bà Rịa muốn tạo mình là số 1. Công viên Bà Rịa không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn thu hút cả những người dân ở các huyện lân cận và du khách phương xa đến thăm người thân đang lập nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu. Không gian ở đây mát mẻ, vui nhộn. Em gia đình em thì cũng hay xuống đây chơi cuối tuần và ngày dịp cuối tuần. Chắc là tôi bình định vô thăm con rồi đi ra công viên chơi, thấy trù phú thật đẹp. Phấn đấu xây dựng Bà Rịa trở thành một đô thị kiểu mẫu, xanh sạch đẹp, không chỉ tại Bà Rịa Vũng Tàu mà cả khu vực Đông Nam Bộ và phía Nam là mục tiêu mà Đảng bộ thành phố Bà Rịa hướng đến. Và công viên Bà Rịa giai đoạn 2 sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trên, một công viên sinh thái với hệ thực vật đặc trưng, tạo thêm mảng xanh tươi mát giữa lòng thành phố, một công trình điểm nhấn giúp Bà Rịa vươn tầm đô thị loại 1.